rong chạm. Hai ta kê rong chạm, rong chạm lệnh nạ. Rong chạm ngờ nạ. Lúc đó ca bạc ca kia đã bỏ ra cho ông lê hay bỏ ra tìm ra cái đó vì anticipation. Cô rong chạm đó sẵn không tốt chỉ muốn. Cho là bạn khơi bằng chiếc như ca rong chạm expectation. Thì ca rong chạm đó sẵn không. Ca diễn bộ bỏ ra cho mê xì. Đại tiết cho mình hai cái bệnh lây xin tận tệ cứ bệnh ông sọc rùm cứ miễn này thà nhạc tình bì rôn chăm dặn prong prajat rôn chăm đó sự thân nó prajat trong khơn chọc tổ tùa chọc hạt bàn được kia để bệnh lây xin dịu một tạo chấm chọc chạy chạy bệnh tệch bị cả bệnh sao và chưa một hệ sản nào rồi hạ quân của đôi bài của đôi bài của bài bài của nâng nhau mà xuống được bài là đa sự lực rút như là bài tác mà không ai khá như thử cử của việc là bài bài tác bài mấy xí như bài sản phẩm một cái lực rút bài đó là bài sản phẩm bệnh nặng hai và bài mắc sử dụng được thì bị họp bị bài lá như thì bài lá hai cái có tiết khi mà xuống được rút một nhạc tiết của cháu cũng được và bài sản phẩm các bạn âm đều cái này mình cần phải thi vì học thì các sinh là mình dù được rút vô được mấy các sinh mà mình muốn chưa thì ngày mai sẽ thì sẽ làm thầy nó cứ là bình luận cho thủ tế anh không tài bạn mấy thì chết các mai sẽ mà mình sẽ sẽ làm được cái gì anh đã không sao bị qua một buôn bị qua một phần một một bay để chạy cái nó chưa chung cái gì để nó thách cái mình cứ muốn nhét luôn chuyện nào như nên đi đi thì bạn chỉ xa thì anh đã cứ lúc các bạn bị xa thay nhưng mà anh cũng thấy là cái tôi chắc là tao chắc clay thả bệnh mê xí mình nên cái sự ảnh thầy thì có bao nhiêu chút nào tôi chắc là yêu thương cho chút nào ác bạc ra đủ sống yêu của mình đúng cả đại an mà bài mạnh bạc mà tôi lại mạnh nhất vì nó mới phát lát thì nó mới bị bởi vì trả tế có bị đúng cả thì cũng bị không một khánh bạc chứ cơ thả được xí miên mà lúc chắc bệnh mê xí yêu một đam mê thẳng sang chắc nơi tất chắc rồi đọc tục bao ọt bộ con chào Israel và người vì ta chúng ăn khó hình bạc là một khó tết và chắc là một khó chúng ta cũng biết khó hình bạc để làm ra mặt mặt và chất mơ tặng nông mơ nơi trong Jerusalem miên mơ nông mơ nè chú mô xì mang kì nè sạch kỳ rật đại cao khai bà bè con rôn chăm sạch kỳ lệnh bạc tục rộp bọc sang Israel hai bệnh nhân bỏ sắp có thật lực còn mỗi em hữu. Và đất nước khởi thả nơi trong Yerusalem. Chắc chắn bao nhiêu cho những bệnh mặc lệ của mình cũng thế. Trong một hai UNESCO dưới mình ông ca sẽ hạ được chiến chiến UNESCO nó chỉ một bệnh mua được bọn ông ca sẽ chiếc men tu nịt tí thường bạc của tu sport áo kiếm cho tổ chí nó không có bó cả là bẻ tất cả bản chiếc tổ chí dương mai của sản cô bọt sản đều hiện trở lại tu nịt tí được bó UNESCO cũng cho tổ tu sport thả là bó của ráng là bó là bó tốt áo có tổ chí trọc sản bạc bị khổng lúc đã buồn thì mẹ đã tiến hình bố thịnh bố thịnh anh đã UNESCO nịt tốt petition hay được gặp chết bạc thả quát mất tổ tù quát trong Jerusalem chỉ là bọc xa hình đá thế. À bắt mấy nhân mươi tổ bì thì bọc bằng khởi thả nhân trong Jerusalem. Để cho anh về với chai đấy, tỏ tăng của những tù anh của UNESCO ở đây. Và ta chắc có tổng hàng thả. Bế tay mà nông hẳn đẹp. Bàn thuốc trăng của Giê-xu nơi Jerusalem. Rất, bây giờ có thể dễ thả Jerusalem. Bị mang chai ra trong Jerusalem. Anh đã dùng mời geopolitics mà như là mình biết cái là geopolitics của một sách này như của bạn sẽ thang là hiện bắt được mặt nếu tế mặt nếu tế đại vệ Giê-xu và sâu hiện tiến lệnh nhưng khi theo khu một sách của bạn sẽ có sách của bạn như mùi con trai Israel luôn là cái cao kết thúc cặp riêng là nó chạy rồi rồi bạn trút ra tất lấy Palestine đã bị chân nằm học sở hữu mọ học sở
មួយឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហើយមុននឹងទៅទីពុកក្រាច់ជាអ្នកធ្វើការក្រុងយេរូសាឡិមហើយអត់មានពេលបញ្ញើប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺគេធ្វើឲ្យទីក្រុងបរិសុទ្ធព្រះវិបរសុទ្ធតែជាខ្លួនអស់គេយកជ្រុកវិយោអីមកថ្វាយនៅក្នុងអាសនៈរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាអត់មានពេលបញ្ញើទៅលើទេដូច្នេះស្ថានភាពទៅពេលនោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបាក់មុខងើបអស់រួចរោងចាំព្រះមេស៊ីមរំដោះរៀបចំអាណាចក្រឲ្យបានរុងរឿងដូចសម័យស្ដេចដាវីតដូចសម័យស្ដេចមុនមុនអាសាឡូមរោងចាំព្រះមេស៊ីហើយអាណាចក្ររបស់រោងនេះគឺក៏បានលើករើសយកមនុស្សម្នាក់មកអត់ដឹកនាំឲ្យធ្វើជាស្ដេចកសាជីតាដែលយើងស្គាល់ពីថាស្ដេចហេរ៉ូតតែហេរ៉ូតគឺកូនកាត់ម្ដាយរបស់ហេរ៉ូតគឺជនជាតិអ៊ីដូម៉ៃអ៊ីដូម៉ៃជាជនទៅខ្លាយទៅជាសាសអារ៉ាប់ពួកណាបាធានដូច្នេះស្ដេចហេរ៉ូតនេះដែលរងគេបន្ទប់ឲ្យធ្វើជាស្ដេចគ្រួសារអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែអត់ចុះខ្សែស្រឡាយរបស់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលទេបតាព្រះមេស៊ីជាព្រះមួយអង្គដែលបកចាត់ដំណើរព្រះអង្គជប់ខ្សែស្រឡាយទាំងពីរបើជាមើលប្រវត្តិរបស់ឬបង្គំសាតារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅម៉ាថាយហើយនៅលូកាបានប្រាប់ដំណងទាំងពីរទាំងម៉ារីទាំងយ៉ូសែបចេញដំណងពីលូកាវិញព្រះយេស៊ូវនេះឯងជាខ្សែបិទប្រកាសវិជ្ជាគុំបិទប្រកាសរបស់លូកាវិញតែជាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេរងចាំគេចាប់បានគេចាប់គេធ្វើត្រង់ណាក្នុងការជៀសសង្កត់ធ្វើបាបអត់មានសិទ្ធិក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះដែលពេញទីកម្មពេលនេះមកទេលោកអានអានាពីអង់គ្លេសថាបកប្រែថាអានានេះគឺចេញពីប្រពន្ធគាត់ពីដើមមកគឺមានន័យថា fresh គុណហើយគាត់ជាកូនស្រីរបស់ខាលុតជាពងអាសរជាពីស្រីមីម៉ាយគាត់បានរៀបការបាន7ឆ្នាំតែគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ក៏ចូលទៅបម្រើព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមអស់80ឆ្នាំនៅទី80ឆ្នាំដូច្នេះបើគាត់ថាអាយុ7ដល់8ឆ្នាំជាងដែរតែការទី7ឆ្នាំទៀតដែលប្រស្ថាក៏មានមកដូច្នេះក៏បានមកព្រៃជាចូលតម្រាព្រះយេហូវ៉ានៅប្រវត្តិ80ឆ្នាំមកតែអភ័យខ្លាយក៏100ឆ្នាំយូរក៏100ឆ្នាំហើយក៏អត់ដែរមានឆ្លើយទេក៏ដែរចេញពីព្រះវិហារទេគាត់នៅក្នុងព្រះវិហាររងចាំឲ្យបានឃើញដល់ផ្ទាល់ភ្នែកនឹងព្រះអរុះព្រះមេស៊ីយូហានជាចា៎ហើយបងប្អូនយើងប្រហែលជាធុញទ្រាន់ព្រះវិហារក្នុងការមកវិហារមកបាត់មកឃើញមកបាត់មកឃើញបាត់តែដូចជាអាណាតែទីប្រវិញ80ឆ្នាំហើយសពអង្គចតីយមិនទាន់ចូលដល់កុំភ្លេចថាបើយើងធ្វើព្រមនៅក្នុងព្រះវិហារបំរើព្រះនៅពេលនេះចុះតម្រង់ពេលអស់ការចិត្តនៅខាងសួរនៅខាងសួរអត់ធ្វើអីទេគឺថ្វាយនឹងព្រះចាំមកធ្វើពីពេលនេះទៅហើយយើងទីទីទៅជិលណាចុះច្បងទៅដល់ខាងសួរអស់ការចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះបណ្ដាទៅធុញយ៉ាងម៉េចទៅដូច្នេះទូកាដែលយើងកើតបានទេនឹងការតែយើងបានទូកាថ្មីឧត្តមដល់ទៅព្រះសិនដូច្នេះជាអាណានេះក៏ពីបានប្រាប់ច្បាស់ថាជាហោរាស្រីហោរាស្រីក៏ពីបានទទួលស្គាល់ពីថាតែខាងក៏ពីបានចាប់ចប់ទុកហើយ66ញាតិចាស់សាជាគួរញាតិថ្មីប្រភេទ7ខណ្ឌណាយហើយដូច្នេះក៏ពីបានទទួលស្គាល់ជាអានជាហោរាស្រីហើយព្រះ
Jesus name. The long prayer here, Jerusalem, wrote down that they promised that you will pray peace on the earth. It doesn't. But they had God probably that told them the word of God is air that wrote to the long piece of God. The book, the young project, the long part of the Egypt that it would back, the prayer of sight, had put in the two of the way to the end. So I pray Jehovah to them, not so I pray Jehovah to them. I would just pick it up by head on, just pick it up by head on. The check on that is I wrote that child's at the one high, you don't talk with any high. Wrote down, okay, long talk, then you know, then you know, not just to one of the edge. The check in that channel, you mean, it's a proud look on the mouth. But if you saw what the thing of way, way down to the mouth, Jesus provides what we need. Jump to the kind of way that we just saw, you know, through the power of the mean, then they are. I wrote down through high through protein sex sculpture.